Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án của tỉnh về phòng chống bạo lực học đường giai đoạn 2010-2015, Ban chỉ đạo thực hiện đề án của thành phố Đà Lạt đã báo cáo tổng kết, trong đó có nhiều con số rất đáng quan tâm. Trong 5 năm, toàn thành phố đã thành lập được 17 câu lạc bộ phòng chống bạo lực học đường, 26 câu lạc bộ tư vấn học đường tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cũng trong 5 năm này, các trường học đã lên danh sách và bàn giao 610 học sinh cá biệt, học sinh chưa ngoan cho công an các phường, xã cùng các đoàn thể tổ chức giáo dục. Bằng việc phối hợp cùng mặt trận, đoàn thể và lực lượng công an quản lý giáo dục số học sinh cá biệt, học sinh chưa ngoan mà trong 5 năm qua, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật và bạo lực học đường được giảm thiểu, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng liên quan đến bạo lực học đường, công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học tiếp tục được giữ vững.